chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt áo sơ mi cơ bản 7 thân dành cho các bạn mới học cắt may, mẫu theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ chọn công thức dễ nhất để hướng dẫn các bạn để cho các bạn mới học may hoặc chưa học may xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo, các bạn nhỏ, các bạn trung bình, các bạn mập, các bạn cứ áp dụng vào công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị 1m2 vải khổ rộng từ 150 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem thì sẽ hình dung. Đầu tiên chúng ta cắt hai thân trước áo, các bạn gấp 2 lần vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Từ đường kẻ phần các bạn vào 5 phân, phần này gấp nẹp làm sao quy cúc 2 phân, gấp nẹp vào là 3 phân. Các bạn kẻ dài áo mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường vấn, thì sẽ bằng dài áo cộng với 3 phân may là may gấu 2 phân, may đường trên vai 1 phân. Dài mẫu là 56 cộng với 3 phân may thì kẻ dài áo 59. Các bạn kẻ vai tính từ đường kẻ phần xa thì sẽ tính bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5. Vai mẫu là 37 chia 2 cộng 0,5 thì kẻ ngang vai 19. Các bạn kẻ vào cổ tính từ đường kẻ phần xa thì bằng công thức vòng cổ chia 5. Vòng cổ mẫu là 35 chia 5 thì kẻ vào cổ 7 phân. Các bạn kẻ xuống cổ thì cũng bằng vòng cổ chia 5 thì vẫn bằng xuống 7 phân. Các bạn kẻ nối hai điểm lại để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường thẳng xa đường vòng cổ là 1/2. Các bạn kẻ xuôi vai thì sẽ bằng công thức vai chia 10 cộng 0,5. Vai mẫu là 37 chia 10 cộng 0,5 thì kẻ xuôi vai 4/2. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4 trừ 1. Ngực mẫu là 86 chia 4 trừ 1 thì kẻ hạ nách 20,5. Các bạn kẻ ngang ngực thì sẽ bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 2 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng với 3 phân may là cho 3 đường may, đường may ở đường ly, cắt rời là 2 đường, mỗi đường 1 phân, đường may bên sườn 1 phân. Ngực mẫu là 86 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may thì chúng ta kẻ ngang ngực 26,5. Cắt kiểu áo 7 thân này thì ở đường ngang ngực bắt buộc chúng ta phải cộng phân may vào ngay thì chúng ta mới tính được để cắt các bạn ạ. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ sóng thẳng xuống. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Các bạn vẽ từ điểm góc nách ra đường vòng nách trung bình là 3 phân. Các bạn kẻ hạ eo thì các bạn đo từ đỉnh điểm vai xuống đến cách bên trên rốn của các bạn 3 phân là điểm hạ eo đẹp. Khi đo áo thì các bạn đo ngay điểm hạ eo này. Mẫu của chúng ta hạ eo 38. Các bạn kẻ ngang eo thì sẽ bằng công thức vòng eo chia 4 cộng với 2 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng với 3 phân may là cho 3 đường may, mỗi đường may 1 phân, cộng tiếp với 2 phân để may ly. Eo mẫu là 72 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may và cộng 2 phân để may ly thì chúng ta kẻ ngang eo 25. Kẻ ngang gấu, các bạn lưu ý cách đo vòng ngang gấu này. Nếu như trường hợp các bạn mặc cái chiều dài áo ngắn bên trên điểm mông nở nhất của các bạn thì các bạn đo dài áo đến đâu các bạn vòng ngang ngay qua điểm đó, các bạn đo làm điểm vòng gấu. Còn trường hợp các bạn mặc áo dài qua điểm mông nở nhất thì các bạn lại phải đo ở cái điểm mông nở nhất để tính làm vòng gấu. Tính ngang gấu tức là ngang lai thì sẽ bằng công thức
Vòng gấu chia 4 cộng với 2 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng với 3 phân may là vẫn cho 3 đường may, mỗi đường may 1 phân. Vòng gấu mẫu là 86 chia 4 cộng 2 phân cử động cộng 3 phân may thì chúng ta kẻ ngang gấu 26,5. Các bạn kẻ nối các điểm lại với nhau như này. Từ đường kẻ vần các bạn lên 2 phân để sa vạt, các bạn kẻ chúc xuống 1 phần 2 đường ngang gấu. Các bạn kẻ ly thì các bạn chừa 1 phân may đường bên sườn ra, các bạn chia đôi điểm ngang eo ra, đánh dấu vào giữa. Các bạn kẻ dài ly lên đến đường ngang ngực. Kẻ ngang ly là 2 phân, chúng ta cộng 2 phân để may ly thì các bạn kẻ ngang ly 2 phân. Đường ly này sau khi cắt thân sau xong thì chúng ta sẽ cắt rời ra. Các bạn chia từ đầu điểm vai xuống đường ngang ngực ra làm 3, các bạn lấy từ đầu điểm vai xuống 1 phần 3 để chúng ta sẽ vẽ nối vào cái phần ly. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng là 0,7 phân. Như vậy là chúng ta vẽ xong hai thân trước áo, bây giờ thì các bạn cắt ra. Theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi, các bạn cắt theo đường vần. Riêng ở đường sườn các bạn thích may đường to hơn 1 phân thì các bạn cắt chừa đường vần ra. Các bạn lưu ý riêng đường cổ và đường nách thì các bạn chỉ may đường 1 phân đổ lại, các bạn may to trên quá 1 phân thì sẽ bị xấu. Đến cái điểm ly này này thì nếu như các bạn chưa cắt quen thì các bạn phải vẽ ra hai phân như thế này, còn nếu như các bạn cắt quen rồi thì các bạn không cần vẽ vẫn cắt được. Các bạn vẽ ra như thế này, chúng ta bắt buộc phải vẽ ra như thế này thì khi chúng ta cắt rời đường ly máy ráp vào nó mới khớp các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã cắt xong hai thân trước. Ở cái điểm ly này chút nữa cắt thân sau xong thì chúng ta sẽ cắt rời cái đường ly này ra. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến thân sau. Thân sau thì các bạn gấp vải như này. Các bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau. Các bạn lưu ý trải vải thân trước và thân sau phải có độ căng bằng phẳng đều nhau thì cắt ra hai thân áo mới bằng nhau và đẹp. Từ đỉnh điểm vai thân trước các bạn gióng thẳng lên 2 phân, tức là để chồm vai 2 phân. Các bạn đặt tay ở vào thước ở điểm ngang ngực, các bạn gióng thẳng sang bên. Các bạn kẻ ngang vai thân sau thì bằng ngang vai thân trước 19. Kẻ vào cổ thân sau thì bằng vào cổ thân trước 7 phân. Kẻ xuống cổ thân sau 2,5 phân. Các bạn kẻ nối hai điểm lại để vẽ vòng cổ sau. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thân sau thì giảm 1 phân so với xuôi vai thân trước. Xuôi vai thân trước là 4/2, thân sau giảm 1 là 3/2. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai sau. Các bạn đánh dấu điểm ngang ngực và điểm góc nách xuống vải thân sau. Các bạn kẻ ngang ngực thân sau thì bằng ngang ngực thân trước 26,5. Từ đầu điểm vai các bạn kẻ nối xuống điểm góc nách. Từ đầu điểm vai các bạn vào 2 phân kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Vòng nách thân sau thì bao giờ cũng vẽ nông hơn thân trước. Các bạn cũng chia từ đầu điểm vai xuống điểm ngang ngực ra làm 3 và lấy từ điểm trên xuống là 1/3 để chúng ta chút nữa chúng ta sẽ kẻ nối vào cái điểm ly thân sau. Các bạn cũng vẽ vòng ra 2 phân và vẽ lại cái đường nách lên cái điểm 2 phân như thế này. Đến đây thì các bạn trải lại cái phần trên thân trước ra, các bạn đánh dấu ở cái điểm gấu của thân trước xuống thân sau như này để chúng ta sẽ kẻ bằng cái phần gấu của thân sau. Từ điểm chúng ta đánh dấu thì các bạn lên 2/2, tức là thân trước chúng ta sa vạt 2/2 thì ở điểm này thân sau các bạn lên 2/2. Các bạn kẻ sang cái điểm đánh dấu bên sườn thì cái phần vạt thân sau sẽ thẳng. Ở điểm bên sườn thân trước và thân sau thì
vẫn bằng nhau, chỉ có điểm ở thân sau thì sẽ bằng. Đấy, chúng ta cắt như thế này là ở phần gấu thân sau bằng này. Bây giờ các bạn sẽ cắt ra này, các bạn cắt theo cái đường kẻ vấn như này. Ở điểm bên sườn thì các bạn hãy cắt theo thân trước. Phần trên thì các bạn hãy cắt theo đường kẻ vấn. Bây giờ các bạn sẽ đánh dấu cái điểm ngang eo xuống thân sau để chúng ta kẻ ly thân sau. Các bạn đánh dấu điểm ly xuống thân sau. Các bạn kẻ ly thân sau, các bạn sẽ sao lại cái điểm này xuống thân sau này. Các bạn kẻ ngang ly thân sau 2 phân. Các bạn kẻ nối từ điểm này xuống phần ly. Các bạn cũng vẽ từ đường thẳng xa đường vòng là 0,7 phân. Vậy là chúng ta đã vẽ xong thân sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt rời cái phần ly bỏ đi. Các bạn sẽ cắt rời phần ly bỏ đi như này. Lưu ý này, khi may ghép vào thì các bạn sẽ đặt cái nửa ở phần bên sườn đặt lên trên như thế này thì các bạn may ghép vào nó mới vừa và đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt rời cái phần ly thân trước. Các bạn sẽ sắp lại hai cái vạt áo của thân trước bằng nhau và các bạn cũng cắt rời cái phần ly bỏ đi như thế này. Khi may ghép hai mảnh lại thì các bạn cũng đặt cái nửa phần bên sườn lên trên. Như vậy là chúng ta cắt xong phần áo, tiếp theo thì sẽ cắt đến phần ống tay. Ống tay thì các bạn cũng gấp hai lần vải như này, các bạn gấp tiếp một lần như này, chúng ta cắt một lần là được hai ống tay. Các bạn kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ chiều dài thì sẽ bằng dài tay cộng với 2 phân may là cho hai đường may dưới cửa tay 1 phân, đường may trên vai 1 phân, trừ đi 5 phân phần mang xét tay, dài tay mẫu là 52 cộng với 2 phân may, trừ đi 5 phân phần mang xét tay thì còn kẻ dài tay 49. Các bạn kẻ ngang tay thì sẽ kẻ bằng hạ nách trừ 1. Hạ nách mẫu của chúng ta là 20,5, kẻ ngang tay trừ 1 là 19,5. Các bạn kẻ xuống tay tức là để vẽ vòng nách ở tay thì sẽ bằng công thức hạ nách chia 2 cộng 4. Hạ nách mẫu là 20,5 chia 2 cộng 4 thì kẻ xuống tay 14,25. Kẻ ngang tay điểm này thì các bạn cũng kẻ bằng ngang tay điểm trên vừa nãy chúng ta kẻ là 19,5. Các bạn chia đôi điểm 14,25 này ra làm 2. Từ đầu vai các bạn vào 4 phân, các bạn kẻ nối từ điểm này lên. Các bạn vẽ từ phần dưới này ra 1 phân. Lên đến phần trên các bạn cũng vẽ từ đường thẳng xa đường vòng là 1 phân. Các bạn kẻ ngang cửa tay thì sẽ bằng vòng tay chia 2 cộng với 2 phân may cộng với 2 phân để may ly. Vòng tay mẫu là 20 chia 2 cộng với 2 phân may cộng với 2 phân để gấp ly ở phần mang xét thì chúng ta kẻ ngang tay 14. Khi đo vòng tay thì các bạn đo ngay với độ vừa mặc. Các bạn kẻ nối hai điểm lại với nhau. Từ đường kẻ vấn các bạn lên 0,5 phân, các bạn kẻ trúc xuống như này. Vẽ đến đây thì các bạn sẽ cắt phần ống tay ra.
Cắt xong thì các bạn sẽ trải ống tay ra và các bạn cắt bỏ một phần đi như này. Chúng ta phải cắt bỏ một phần đi như này thì khi mặc ống tay mới không bị phồng. Điểm cắt bỏ đi là 1,5 phân. Các bạn đánh dấu bên cắt bỏ đi, khi may thì bắt buộc các bạn phải may cái bên đánh dấu này ra phía trước áo. Và khi may áo thì các bạn phải đặt cái phần ống tay xuống dưới thì may phần ống tay áo mới đẹp các bạn nhé. Các bạn cắt phần mang xét tay thì các bạn gấp vải như này. Bản mang xét tay là 5 phân thì các bạn cắt cái chiều ngang này là 6 phân. Các bạn cắt chiều dài bằng vòng tay của các bạn chia 2 và cộng với phân may. Cách cắt mẫu cổ áo và cách may ghép chi tiết thì các bạn vào xem video 239. Mình đã có video riêng hướng dẫn cách cắt lấy mẫu cổ và cách may. Các bạn vào video xem cắt lấy mẫu cổ và cách may. Cách may ghép mẫu này thì không khó, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó các bạn sẽ tự may ghép được một cách dễ dàng. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay. Và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.